Thầy chào tất cả các em học sinh lớp 5 thân yêu. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Trần Phú Quyền, giáo viên dạy lớp 5 trường tiểu học Lê Quý Đôn, Long Xuyên, An Giang. Hôm nay thầy trò chúng ta gặp nhau để cùng tìm hiểu qua tiết toán bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Trước khi bước vào nội dung bài học mới, thầy trò chúng ta tham gia cái hoạt động khởi động để ôn lại một số kiến thức của tiết học trước. Câu hỏi thứ nhất, muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta làm sao? Đây là kiến thức của tiết học trước mà chúng ta đã học rồi. Nêu cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao và nhớ là phải cùng đơn vị đo. Câu hỏi số 2. Nêu cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Hay muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, ta làm sao? Diện tích xung quanh gồm 4 mặt bên. Diện tích toàn phần gồm 4 mặt bên cộng với diện tích 2 mặt đáy. Vậy, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích 2 mặt đáy. Vậy là thầy trò chúng ta được ôn lại cái nội dung chính kiến thức của tiết học trước. Chúng ta bước vào khám phá nội dung của bài mới. Đó là bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Trên màn hình các em là hình lập phương. Trước khi tìm hiểu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, thầy trò chúng ta tìm hiểu lại một số đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Các em quan sát, hình bên tay trái là hình hộp chữ nhật, hình bên tay phải là hình lập phương. Bây giờ, chúng ta cùng xem hình lập phương có đặc điểm gì giống với hình hộp chữ nhật. Các em chú ý về các mặt, các định và các cạnh. Điểm giống nhau là hình lập phương và hình hộp chữ nhật đều có 6 mặt, 8 định và 12 cạnh. Vậy hình lập phương khác hình hộp chữ nhật ở những điểm nào? Các em chú ý ở cái diện tích của một mặt đó. Khác nhau là các mặt của hình lập phương đều là hình vuông và có diện tích bằng nhau. Riêng các mặt hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật. Trong trường hợp đặc biệt, có thể hai mặt đối diện của hình hộp chữ nhật nó sẽ là hai hình vuông. Trong trường hợp đặc biệt, thầy nói như thế là có thể hai cái mặt đối diện, một cặp mặt đối diện của hình hộp chữ nhật có thể là hai hình vuông. Vậy hình lập phương có đủ các đặc điểm của hình hộp chữ nhật không? Hình lập phương có đủ các đặc điểm của hình chữ nhật hay không? Ta trả lời rằng hình lập phương có đầy đủ các đặc điểm của hình hộp chữ nhật. Bây giờ
chúng ta quan sát hình lập phương và tìm hiểu xem ba kích thước của hình lập phương nó có đặc điểm gì, có nhận xét gì. Nếu là hình hộp chữ nhật là có chiều dài nè, có chiều rộng nè, có chiều cao. Đây hình lập phương, nhận xét đặc điểm về kích thước của hình lập phương. À, hình lập phương có ba kích thước đều bằng nhau là nó có chiều dài bằng chiều rộng và bằng chiều cao. Vì chiều dài bằng chiều rộng bằng chiều cao nên ta gọi số đo của nó là cạnh. Chúng ta quan sát hai hình hộp chữ nhật đều có chiều dài 12 cm, chiều rộng 9 cm và chiều cao 6 cm. Bây giờ nếu ta cắt chiều dài và chiều rộng chỉ còn 6 cm giống như chiều cao thì hình hộp chữ nhật này sẽ trở thành hình lập phương. Các em cùng quan sát nhé. Ta cắt chiều rộng còn 6 cm, bây giờ ta cắt chiều dài còn 6 cm. Lúc này hình hộp chữ nhật sẽ trở thành hình lập phương. Vì vậy ta nói rằng hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Vì sao gọi hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt? Vì hình lập phương có chiều dài bằng chiều rộng và bằng chiều cao. Đây là đặc điểm của hình lập phương. Thầy nhắc lại, hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt vì nó có chiều dài bằng chiều rộng bằng chiều cao. Tiếp theo, ta sẽ tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Trước khi tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương, ta nhắc lại kiến thức tìm diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật. Để con xem. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là diện tích bốn mặt bên. Đây, mặt 3, mặt 4, mặt 5, mặt 6. Bốn mặt bên này là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật. Hay ta nói rằng diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Hình lập phương thì sao? À, hình lập phương cũng thế. Đây, bốn mặt bên của hình lập phương chính là diện tích xung quanh của hình lập phương. Ta nói rằng diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt bên của hình lập phương. Chúng ta cùng quan sát màn hình. Đây là hình lập phương. Ta tách hai mặt trước và mặt sau. Tiếp tục tách hai mặt bên. Đặc điểm của hình lập phương là có tất cả các mặt có diện tích bằng nhau. Đây là diện tích xung quanh của hình lập phương. Nó gồm bốn hình vuông có diện tích bằng nhau. Nên cách tính diện tích nó rất là đơn giản. Bạn nào có thể nói được không? Đúng rồi. Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt bên của hình lập phương. Hay muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. A là số đo của cạnh hình lập phương. Vậy tích của A và A
là diện tích một mặt của hình lập phương. Thầy nhắc lại, A là số đo cạnh hình lập phương. Đây. Vậy tích của A và A chính là diện tích một mặt hình lập phương. Vậy từ đó ta tìm được diện tích xung quanh hình lập phương, gọi SXQ là diện tích xung quanh hình lập phương. Ta sẽ có công thức SXQ bằng tích của A và A nhân với 4. Đây là công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương. Các em cần ghi nhớ. Bước tiếp theo, ta tìm diện tích toàn phần của hình lập phương. Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích 6 mặt hình lập phương. Đây là diện tích 4 mặt bên. Còn đây 2 mặt đáy. Ta cùng gắn vào. Tổng diện tích 6 mặt chính là diện tích toàn phần của hình lập phương. Như thầy trò chúng ta đã nói hồi nãy giờ, đặc điểm của hình lập phương là có 6 mặt và 6 mặt đó có diện tích bằng nhau. Cho nên tính diện tích toàn phần là tính tổng diện tích 6 mặt. Vậy chúng ta phải làm sao nè? Suy nghĩ xem tính diện tích toàn phần hình lập phương ta làm sao. Có bạn nào tìm ra cách tính diện tích toàn phần hình lập phương chưa? Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. A và A, tích của A và A là diện tích một mặt nhân 6 ra diện tích 6 mặt. Diện tích 6 mặt chính là diện tích toàn phần của hình lập phương. Ta có công thức, nếu gọi STP là diện tích toàn phần hình lập phương, ta có công thức STP bằng A nhân 6. Đây là kiến thức các em cần ghi nhớ. Nó là nội dung trọng tâm của tiết học hôm nay. Ta chốt lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương. Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta làm thế nào? Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Vậy công thức thì như thế nào đây? Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương, thầy nói lại, nếu gọi SXQ là diện tích xung quanh hình lập phương, ta sẽ có công thức SXQ bằng tích của A và A nhân 4. Bước tiếp theo, muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Viết gọn, diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. Nếu gọi STP là diện tích toàn phần hình lập phương, ta có công thức STP bằng tích của A và A nhân 6. Các em ơi, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương. Bài tập ví dụ ở sách giáo khoa. Bài toán cho ta một hình lập phương có cạnh 5 cm. Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó. Đây, trên màn hình của các em, hình lập phương có cạnh 5 cm. Vậy tính diện tích xung quanh, ta áp dụng công thức nào? Các em còn nhớ không nào?
diện tích xung quanh, ta sẽ áp dụng công thức cạnh nhân 4. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân 4. Kết quả diện tích xung quanh hình lập phương là 100 cm². Bước tiếp theo, ta tìm diện tích toàn phần của hình lập phương. Diện tích toàn phần hình lập phương chúng ta thực hiện ra sao? Rất đơn giản. Đó là cạnh nhân 6. Kết quả diện tích toàn phần hình lập phương 150 đơn vị cm². Chú ý đơn vị đặt trong vòng đơn. Đáp số: diện tích xung quanh 100 cm², diện tích toàn phần 150 cm². Ta đã hoàn thành ví dụ trong sách. Bước tiếp theo, đi vào bước luyện tập thực hành. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập số 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 m. Trên màn hình các em là hình lập phương có cạnh 1,5 m. Bài toán có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tính diện tích xung quanh. Yêu cầu thứ hai tính diện tích toàn phần. Bây giờ ta nhắc lại coi, muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương ta làm sao đây? Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta áp dụng công thức SXQ bằng tích của A và A nhân 4. Rồi, A bằng 1,5. Vậy ta lấy 1,5 nhân 1,5 rồi nhân với 4. Đó là ta sẽ tìm ra diện tích xung quanh hình lập phương. Tích của 1,5 nhân 1,5 nhân 4 bằng 9 đơn vị là mét vuông. Bước thứ hai, ta tìm diện tích toàn phần hình lập phương. Tính diện tích toàn phần hình lập phương ta áp dụng công thức nào? Các em nhớ không nào? Rồi, nhắc lại coi. Đúng rồi, tính diện tích toàn phần hình lập phương, ta sẽ tính tích của A và A nhân 6. Vậy thì áp dụng trong bài toán này, diện tích toàn phần sẽ bằng tích của 1,5 và 1,5 nhân 6 bằng 13,5 đơn vị là mét vuông. Mấy con chú ý đơn vị ta để. Bây giờ ta sẽ bước qua bài tập số 2. Mời một bạn cùng đọc cái đề nào. Tất cả các bạn luôn nha, chúng ta cùng đọc đề. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng, dạng hình lập phương, có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp, không tính mép dáng. Muốn làm một cái hộp hình lập phương hay cái hộp hình chữ nhật thì ta phải có những cái cạnh dư ta cắt ra để làm gì? Để những cái mép đó là ta gọi là cái mép ta dán lại cho các cái mặt nó dính lại với nhau. Nhưng mà trong trường hợp này ta không tính diện tích mép dán. Chú ý điều này. Bây giờ quan sát, vừa đọc đề vừa quan sát màn hình, ta thấy bài toán này có đặc điểm gì? Hình lập phương có 6 mặt là 6 mặt hình vuông có diện tích bằng nhau. Trong trường hợp này, hình lập phương, cái hộp hình lập phương này không có nắp. Vậy thì tất cả cái hộp này nó có bao nhiêu mặt? Và tính diện tích toàn phần của nó
ta sẽ làm sao? Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp, tức là tính diện tích toàn phần của cái hộp này. Điều chú cần chú ý ở đây là các em xem hộp này có bao nhiêu mặt. Đâu, bạn nào có thể phát biểu xem hộp này có bao nhiêu mặt? À đúng rồi, trong trường hợp này cái hộp chỉ có 5 mặt mà thôi. Vậy muốn tính diện tích toàn phần, tất nhiên là tính diện tích bìa cần là hộp, thì ta sẽ áp dụng công thức. Đây, 4 mặt bên và 1 mặt đáy, không có mặt đáy trên. Vậy diện tích cần làm bìa chỉ 5 mặt mà thôi, không tính mép giang. Muốn giải bài toán này ta áp dụng công thức. Diện tích toàn phần, tức là diện tích bìa cần để làm cái hộp, bằng diện tích một mặt, tức là tích của A và A, nhân 5. Và đây là bài giải của bài toán số 2. Diện tích bìa cần dùng để làm hộp, diện tích một mặt nhân với 5. Ta tìm được diện tích cần, diện tích bìa cần để làm cái hộp 31,25 đơn vị decimet vuông. À, vậy là ta xong bài tập số 2 rồi nghe các em. Bây giờ để chúng ta đi vào bước vận dụng trải nghiệm qua bài tập sau đây. Mời các em. Số 2, ta không xếp được, lý do đây không thể ngắt ra làm hai mặt đáy, còn đây có hai cái mặt đáy trên, không có hai mặt đáy dưới, nên ta không thể, ta kết luận rằng hình 1, hình 2 không thể gấp được thành hình lập phương. Khi kết thúc tiết học, thầy trò chúng ta cùng chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Thời gian làm bài chỉ có 5 giây cho một câu hỏi. Các em chú ý tập trung nha. Câu hỏi thứ nhất, chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, hình lập phương còn gọi là. Đáp án A, hình vuông. Đáp án B, hình hộp chữ nhật. Đáp án C, hình hộp chữ nhật đặc biệt. Bắt đầu chọn đáp án. Rồi, hết giờ. Các em chọn đáp án nào đấy? Đáp án nào là đáp án đúng nè? Cùng so sánh kết quả nha các em. Câu 3, diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh A là, tức là yêu cầu chúng ta nhận ra công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương. Đáp án A, A nhân A nhân 6. Đáp án B, A nhân 4. Đáp án C, A cộng A nhân 6. Rồi, các em chọn đáp án nào? Đúng rồi, đó là đáp án A. Diện tích toàn phần hình lập phương STP bằng tích của A và A nhân 6. Các em ơi, tiết học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc các em luôn vui, khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Thầy chào tất cả các em học sinh thân yêu.